tay viện trưởng hói bảo với chân tư gây tê cục bộ vậy ngài cần phải ký một hợp đồng miễn trừ trách nhiệm chân tư nghe vậy gật đầu bảo được thôi ông cứ sắp xếp đi theo những gì chân tư biết ruột thừa là nội tạng thoái hóa ở người khi còn bé có thể xem là cơ quan miễn dịch lúc thành niên thì chức năng miễn dịch đã được thay thế bởi lá lách và hạch bạch huyết toàn thân vì vậy lựa chọn mổ ruột thừa của anh là lựa chọn hợp lý hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân chết đột ngột của những bệnh nhân đã trải qua phẫu thuật nên giờ anh đành mạo hiểm lấy thân mình ra thử để có thể đổi lấy quy luật giết chóc của quái dị lần này chân tư có linh cảm rằng cấp độ của tên này là không thể xem thường thu nhận được nó thì dễ dàng kiếm được cực nhiều điểm thiện ác và truyền thuyết đen chung phòng phẫu thuật bật lên tay bác sĩ phẫu thuật chính lúc này bảo với các trợ lý là tiến hành phẫu thuật chân tư lúc này đang bị gây mê nằm trên bản mổ mà tự nhủ con người đều bình thường cũng không thấy linh áp khác thường của ai cả ngay cả âm thanh cũng bình thường Dụng cụ phẫu thuật, bàn mổ, thậm chí toàn bộ phòng phẫu thuật này đều không phải vật phẩm quy tắc nào mà anh đã gặp trước đó. Bây giờ anh đã sử dụng đồng thời cả năng lực của tiểu nhân và tiểu huân, thêm cả bản thân anh đã lên cấp 4, chân tư đầy tự tin cho rằng nếu có gì bất thường thì không thể nào anh không biết được. Giờ thì anh không khỏi nghi ngờ bản thân mà tự nhủ, là chẳng lẽ mình thực sự nghĩ sai hướng rồi sao? Vừa nói tới đây chợt chân tư phát hiện ra có điều quái lạ. Thầm gâm rú trong lòng bảo, sao tự dưng lại thấy buồn ngủ rồi? lời này vừa dứt thì một thanh trường giả một người năng lực cấp 4 đầu tiên trong lịch sử loài người như nhân vật chính của chúng ta mắt bắt đầu dần mờ đi mà chìm vào miền tăm tối không lối đi về chân tư giật mình tỉnh dậy trong phòng bệnh mà không khỏi tự nhủ mình vậy mà ngủ thiếp đi ư chợt một nữ y tá tiến vào bảo ngài tỉnh rồi tiếp đây là một số việc ngài cần lưu ý sau khi phẫu thuật chân tư nghe người đẹp áo trắng trước mặt nói vậy liền cười nhếch mép cho là trường hợp này chỉ có thể là bất khả kháng thôi vậy là đã rõ mình đã tiếp cận được ma quái rồi Nghĩ tới đây anh liền cất tiếng bảo Thứ lỗi vì phải ngắt lời Cho hỏi hôm nay bệnh viện cô có chuẩn bị làm phẫu thuật gì không Nữ y tá nghe vậy liền bảo À, có đó 10 phút nữa có một ca phẫu thuật cấy ghép ở khoa tim Chân tư bảo Anh cần phải đứng cạnh quan sát cuộc phẫu thuật này Nói rồi anh liền bảo nữ y tá hãy đi thông báo giúp Cô y tá nghe vậy gật đầu mà vô cùng sợ hãi bước ra ngoài bảo Vâng, vâng ạ à. Miệng nói là vậy nhưng trong lòng cô nàng đang hết sức hoang mang mà tự nhủ Viện trưởng đã ra chỉ thị dù cậu trai này có yêu cầu việc gì thì cũng phải đáp ứng, tới đây cô không khỏi nghi hoặc tự hỏi, cậu ta rốt cuộc là ai chứ? Chân tư lúc này đang ngồi trong phòng bật sarin gần lên kiểm tra lại các chỉ số, thọ mệnh không giảm. Hệ thống thông báo thọ mệnh hiện tại của anh đang là 100 ngày. Tới đây chân tư mới thầm suy luận là khi nãy mình không chết, chỉ là ngủ thôi sao. Trên thực tế, trước khi nhận nhiệm vụ này, anh đã thiết lập vào không giờ mỗi ngày sẽ hồi thọ mệnh đủ 100 ngày. Như vậy việc số ngày thay đổi sẽ dễ thấy hơn. Thế nhưng hiện tại anh cứ cảm thấy trong người khó chịu, nhưng lại không phải do hồi sinh. Đứng trong phòng phẫu thuật theo dõi đám bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật mà chân tư không dứt khỏi mạch suy luận được, lúc nằm trên bàn mổ thì chẳng có tiến triển gì, vậy giờ mình đứng quan sát thì sao đây? Chợt tiếng tay bác sĩ phẫu thuật truyền tới, lộ tung thất, mở màng ngoài tim. Cắt mạch chủ, sử dụng máy tuần hoàn ngoài hỗ trợ tuần hoàn. Chân tư chợt ngây người khi thấy tên bác sĩ vậy mà trực tiếp móc tim bệnh nhân ra khỏi lồng ngực, tiếng lạch cạch lúc này cũng cứ thế vang lên dời tầm mắt sang bên cạnh, chân tư không khỏi cảm thán tự nhủ, nếu không tăng cường giác quan thì mình sẽ chẳng phát hiện ra ở đây lại xuất hiện một cánh cửa như vậy. Dán chặt cặp Saringan vào từng thao tác của đám bác sĩ mà chân tư không khỏi suy luận, dĩ nhiên, những bác sĩ và bệnh nhân kia không hề nhận ra. Vậy trước đó mình tự dưng hôn mê cũng là do cánh cửa này xuất hiện sao? Là do lúc đó mình đang nằm trên bàn mổ hay gì? Trong lòng đầy dấu hỏi to vật thì chân tư liền tiến tới đẩy cửa bước vào bên trong cánh cửa thần bí. Trước mắt anh lúc này là một không gian u tối toàn là mùi máu. Cởi bỏ chiếc găng tay bảo hộ, chân tư sử dụng năng lực của thằng đệ tiểu nhãn mà ồ lên phát hiện, vậy mà mình lại vừa bước vào một quả tim. Giữa không gian tối hơn cả tiền đồ trị dậu, chân tư giơ cánh tay toàn sarin gần của mình ra mà tự nhủ, tối thật. Linh lực cấp 4 kết hợp với khả năng quan sát của tiểu nhãn mà cũng chỉ thấy được mờ mờ phía trước có hai cái cầu thang. Tới đây thì chân tư không khỏi đầy nghi hoặc tự hỏi mình nên đi lên hay đi xuống đây, khác biệt là gì. Lời này của anh vừa dứt thì chợt một cơn đại hồng thủy máu từ bên dưới ập tới khiến anh hoàn toàn bị nhấn chìm trong mớ tích canh vô cùng quỷ dị. Cơn đại hồng thủy nhanh chóng qua đi, một phút sau, chân tư nằm sóng xoài trên biển máu, hệ thống nhanh chóng thông báo, thọ mệnh còn lại của ký chủ là 99 ngày. Chân tư lúc này đang kho người đầy chật vật đứng dậy mà run rẩy thốt lên, cơm mẹ nấu, mới đó mà lại tới nữa rồi. Thấy đám quỷ khí đen ngòm phóng tới thì chân tư không khỏi đầy ngao ngán tự nhủ, đường lên đã bị phá mất rồi, nhưng vẫn còn hai đường khác để đi, một là theo cầu thang đi xuống, hai là trở về đường cũ trở về. Nghĩ tới đây thì anh không chút chần chừ mà nhắm thẳng hướng cánh cửa trước mặt mà phóng tới. Một màn sáng bạch sắc chói mắt cứ thế hiện ra, chân tư đầy kinh ngạc phát hiện bản thân vậy mà lại đang cởi trần nằm trên giường bệnh. Thấy đám bác sĩ phía trước vẫn đang chăm chú thì anh liền hét lớn bảo: "Ê, mấy người!" Lời còn chưa kịp dứt thì anh đã cô cùng hoảng hốt phát hiện, cơ thể mình vậy mà lại không cử động được thậm chí anh còn không phát động được năng lực của bản thân nữa cơ. Tới đây anh mới đầy bất lực suy đoán là bản thân đã bị quy luật của ma quái kìm chế rồi sao. Mới chạy ra từ bên trong thì đã bị cưỡng chế đưa lên bàn mổ tiến hành phẫu thuật thế này rồi. Giờ thì anh đã có thể chắc chắn, vậy là mình rơi vào quy luật của ma quái rồi. Thế nhưng điều còn khiến chân tư không thể tin được hơn nữa. Đó là những kẻ đang lăm lăm giao phẫu thuật trên tay chuẩn bị cắt xẻ cơ thể anh lúc này. Vậy mà lại chính là những tay bác sĩ phẫu thuật lúc nãy với ánh mắt đờ đẫn và gương mặt vô hồn tên bác sĩ phẫu thuật chính bắt đầu hô khẩu lệnh mở ngực chuẩn bị mở xương ngực cảm nhận cơn đau kinh khủng khiếp ập tới từ phía ngực chân tư mắt trợn trắng không thể tin được thốt lên họ vẫn còn sống vẫn là người